Em xin bỏ cá tiếp nhá các bác nhá. Liên tục bác ạ. Nhìn thời tiết bây giờ rất đẹp luôn. Chạy sang là chụp anh Hùng luôn. Đèn đẹp mượt. Có một thời gian nó tĩnh thì là bắt đầu đi ăn rồi. Vì lại chạy theo rồi. Ui. Rồi, vào rồi. Có quả không? Đây đầu 8 rồi. Anh bảo con này bao nhiêu rồi anh? Đừng giật anh nhá, đang giữ lưỡi. Đẹp luôn. Vẫn để dưới nước đừng nhấc lên. Vâng ạ. Đấy, quay đi. Thì thôi, để dưới nước thôi. Rỗ dưới nước, cho vào dai dưới nước sẽ sống. Này sống. Không, không, mệt không. Không mất cái vảy nào. Lên trên tivi nhá. Con cá này ngon đấy. Ôi. Đừng. Này sao bên đây giờ? Đấy thì ui giời con này. Con này mười mấy cân. Nhấc lên mới biết là to quá. Con này còn mười mấy. Đấy. Đây. Con này mười cân. Chào các bác nha.